Hương chào các bạn học sinh khối 7 mến. Để chăn nuôi đạt được hiệu quả cao, chúng ta phải hiểu và biết được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Phải biết được các phương pháp chọn giống vật nuôi và nhân giống vật nuôi. Để hiểu rõ những vấn đề này, thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu qua chủ đề chọn lọc giống vật nuôi. Chủ đề chọn lọc giống vật nuôi gồm những phần như sau. Thứ nhất, khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Thứ hai, các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Thứ ba, khái niệm về chọn giống vật nuôi. Thứ tư, một số phương pháp chọn giống vật nuôi. Và thứ năm là chọn phối. Chúng ta tìm hiểu qua phần đầu tiên, khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Vậy, thế nào là sự sinh trưởng? Tất cả tụi con quan sát hình con vịt cho thầy. Đây là hình nói lên sự sinh trưởng của con vịt. Chúng ta thấy vịt càng lớn thì khối lượng và kích thước cũng tăng theo. Chúng ta quan sát hình thứ hai, đó là hình con bò trưởng thành và con bê. Chúng ta thấy rằng bò trưởng thành có chiều cao, chiều dài và khối lượng lớn hơn bê con. Từ những hình ảnh cho chúng ta được kết luận về sự sinh trưởng. Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. Chúng ta tìm hiểu qua cái thứ hai, đó là sự phát dục là gì. Tất cả tụi con quan sát hình cho thầy. Đây là hình gà trống trưởng thành và bên này là gà trống con. Vậy cho biết con gà trống trưởng thành và con gà trống con có điểm gì khác nhau? Điểm khác nhau của chúng là gà trống trưởng thành có màu to, màu đỏ, lông sặc sỡ, biết gáy, biết đạp mái. Chúng ta quan sát hình tiếp. Đây là hình con dê. Hãy cho biết thức ăn chủ yếu của dê lúc còn nhỏ. Từ 4 tháng tuổi trở đi thì thức ăn của nó là gì? Thì lúc còn nhỏ là thức ăn của dê con chính là sữa mẹ. Và khi từ 4 tháng tuổi trở đi thì thức ăn của nó là cỏ. Vậy từ những hình ảnh cho chúng ta kết luận về sự phát dục. Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể. Vậy sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi chịu tác động bởi những yếu tố nào? Chúng ta qua hai la mã, các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Chúng ta tìm hiểu yếu tố đầu tiên qua hình và câu hỏi như sau. Nếu nuôi thật tốt một con heo móng cái, có thể tăng khối lượng bằng heo Landrace không? Vì sao? Chúng ta quan sát, thấy rằng heo Landrace con cái khi trưởng thành khối lượng tối đa là 200 kg. Heo móng cái con cái khi trưởng thành khối lượng tối đa là 80 kg. Có nghĩa là dù chúng ta nuôi tốt như thế nào đi nữa thì heo móng cái có khối lượng tối đa là 80 kg mà thôi. Và yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục đầu tiên đối với vật nuôi đó là yếu tố di truyền. Chúng ta tiếp theo, chúng ta có hai vật nuôi là heo móng cái cùng giống với nhau. Vậy trong một điều kiện chăm sóc khác nhau, cho ăn uống khác nhau và khí hậu khác nhau thì sự sinh trưởng và phát dục của heo sẽ như thế nào? Thì xin thưa, đó là phát triển khác nhau. Bởi vậy, yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục thứ hai đó chính là điều kiện ngoại cảnh, gồm đó là sự chăm sóc, thức ăn và khí hậu. Tóm lại, các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm thứ nhất đó là đặc điểm di truyền, thứ hai đó là điều kiện ngoại cảnh gồm chăm sóc, thức ăn và khí hậu. Các con mến, chúng ta đã tìm hiểu về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Để chúng ta có những giống vật nuôi tốt, ta cùng tìm hiểu các phương pháp chọn giống vật nuôi và nhân giống vật nuôi. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là khái niệm về chọn giống vật nuôi. Chúng ta quan sát hình. Khi chọn gà để nuôi thì em thường chọn gà con như thế nào?
Người ta thường chọn những con gà con lông bông, nhanh nhẹn, to khỏe, mắt sáng, chân khép kín, lông mượt có màu đặc trưng của giống. Loại bỏ những con vẹo nhỏ khèo chân, hỏng mắt, bụng sệ, lông bết. Vậy, mục đích của việc chọn những con gà đó để làm gì? Đó là đáp ứng mục đích của người chăn nuôi, đó là như lấy trứng, lấy thịt, cho năng suất cao. Vậy, khái niệm về giống vật nuôi là gì? Đó là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để giữ lại những vật nuôi đực và cái, giữ lại làm giống, gọi là chọn giống vật nuôi. Vậy, chọn giống vật nuôi có những phương pháp nào? Có rất nhiều phương pháp, nhưng có hai phương pháp phổ biến nhất, đó là phương pháp chọn lọc hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất. Chúng ta tìm hiểu phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp chọn lọc hàng loạt. Chọn lọc hàng loạt, người ta dựa vào tiêu chuẩn chọn trong đàn những cá thể tốt nhất làm giống. Thầy có ví dụ như sau. Trong một đàn gà lơ go, người ta chọn ra những con có sản lượng trứng cao, từ 200 quả đến 250 quả trên một chu kỳ 300 ngày sẽ được giữ lại làm giống. Những con đẻ số lượng ít hơn thì sẽ bị loại thải. Đó là chọn lọc hàng loạt. Còn phương pháp thứ hai, đó là kiểm tra năng suất. Kiểm tra năng suất nghĩa là người ta cho các vật nuôi được nuôi trong điều kiện chuẩn. Điều kiện chuẩn là như nhau, và dựa vào kết quả đạt được và tiêu chuẩn định trước, người ta chọn những cá thể tốt nhất để làm giống. Vậy tụi con thấy rằng trong hai phương pháp chọn lọc hàng loạt và kiểm tra năng suất thì phương pháp nào chúng ta thấy nó kỹ càng hơn? Xin thưa, đó là phương pháp kiểm tra năng suất. Rồi tiếp tục, ta thấy thầy có hai giống vật nuôi, đó là gà trống, gà mái. Thầy cho chúng phối giống với nhau, sau đó sẽ sinh sản ra trứng và trứng nở ra gà con. Thì nguyên quá trình này đó người ta gọi là chọn phối. Chúng ta bước theo qua phần thứ năm, đó là phần cuối cùng, đó là chọn phối. Vậy từ cái sơ đồ này cho thầy biết chọn phối là gì. Có nghĩa là chọn con đực tốt ghép đôi với con cái tốt cho vật nuôi sinh sản. Vậy chọn phối có những phương pháp nào? Có hai phương pháp, đó là chọn phối cùng giống. Còn quan sát hình đây, thầy có hình heo móng cái đực và bên này là heo móng cái cái. Người ta cho phối giống với nhau và hiển nhiên khi đẻ con ra thì heo con sẽ là heo móng cái. Hình ảnh thứ hai, thầy có heo Landerach đực và đây là heo Landerach cái. Cho chúng phối giống với nhau và chắc chắn khi đẻ con ra thì heo con sẽ là heo Landerach. Vậy chọn phối cùng giống là gì? Chọn phối cùng giống là chọn và ghép đôi con đực với con cái trong cùng một giống. Chúng ta qua phương pháp thứ hai, tụi con quan sát hình, thầy có bò xin là bò đực, bò vàng là bò cái, cho phối giống với nhau và khi ra bò con là con B thì con của nó sẽ là bò lai xin. Chúng ta quan sát qua hình thứ hai, thầy có hình con gà trống là con gà rốt và con gà mái là con gà ri, cho chúng phối giống với nhau và đương nhiên con của chúng sẽ là gà rốt ri. Vậy phương pháp chọn phối khác giống là gì? Là chọn và ghép đôi con đực với con cái khác giống với nhau. Về phần phối giống đã là kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng ôn tập. Thầy có sơ đồ tư duy cho chúng con ôn tập như sau. Thứ nhất, đó là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Có 3 phần chúng ta phải nhớ. Thứ nhất,
đó là sự sinh trưởng. Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. Thứ hai, sự phát dục. Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể. Cái thứ ba, các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi có hai yếu tố, đó là đặc điểm di truyền và điều kiện ngoại cảnh, gồm chăm sóc, thức ăn và khí hậu. Sơ đồ thứ hai, chọn giống và chọn phối vật nuôi. Thứ nhất là chọn giống. Chọn giống là gì? Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống, gọi là chọn giống vật nuôi. Chọn giống vật nuôi có hai phương pháp chủ yếu, đó là chọn lọc hàng loạt và kiểm tra năng suất. Còn chọn phối, chọn phối là chọn con đực tốt ghép đôi với con cái tốt cho vật nuôi sinh sản. Chọn phối có hai phương pháp. Thứ nhất, chọn phối cùng giống là chọn và ghép đôi con đực với con cái trong cùng một giống. Thứ hai, chọn phối khác giống là chọn và ghép đôi con đực với con cái khác giống nhau. Thầy dặn dò tất cả các con như sau: các con hãy in phần bài học đã được úp lên chuyên mục học trực tuyến và dán vào tập. Thứ hai, tụi con sẽ làm bài trắc nghiệm trên máy tính theo hướng dẫn. Hạn chót nộp bài là 18 tháng 4 năm 2020. Bài học của chúng ta hôm nay là hết. Cảm ơn các con. Chúc các con luôn khỏe mạnh và học tốt.